giờ chia ra giật bên hông phụ đó, chiếc giật giật thẳng vậy nó không lên đó, chàng hùng bên kia có chiếc chàng hùng nha các bạn đó, còn chiếc 5.000 bãi đất, chiếc 6610 bên kia nó gậy hùng bên kia đó, chiếc 7600 này nó giật ở trên đầu đó, thêm trợ giúp được chiếc pho đẳng nữa đang chắc mì nữa, chắc có thể là lên ạ. Rồi bây giờ nó kia ve, còn cái này cào cào có đường phẳng á, cho chiếc pho đang chắc mì đẳng ve lại lại giật cái bên hông một, còn hai chiếc này giật đầu đó, đó nó cào dọn đường các bạn. Đây bạn kia đó đang xấu luôn đó, rồi dọn đường nãy giờ rồi nha các bạn, nhưng mà giờ công của kho đặng nó không cho ve đó, nãy giờ ủi đường sạch nhất rồi nè, không băng rồi, công nó không cho ve lại chơi sợ lúng của nó luôn đó. Giờ tính thôi, bên hông đi tính đường khác thôi đó. Chiếc này giật bên hông đó, chiếc 6610 thì giật cái một bên hông, còn chiếc 7600 giật cái đầu. Rồi các bạn nhớ đón xem nha, đang chờ xem nè. 5.000 chạy vào đây giao ai, 5.000 với 6610 nó giật bên hông nha các bạn đấy, còn 7600 thì nó giật đầu nè đó. Rồi về vô dê vô, dê vô vô xích, vô xích đang cột xích nha các bạn ơi. Rồi 5.000 với 6.610 dịch cánh bên hông đó. Đây rồi 76 lên xe đây đó, lên con lên nha, lên lên cả nhà đó, quấn thật quấn 22 hai bên đây hai bên kia rồi. Rồi, go, hấp đạn, go. Lên, lên con, đó, lên. Rồi giật chưa lên các bạn ơi. Giật về còn chiếc nữa kìa. Đó. Rồi. 5.000, 6.000, 7.000. Kho 567 giật không lên, giật không lên các bạn ơi. Giờ hai chiếc này nó chạy ra rồi, giờ chắc nó chờ chiếc nữa lại phụ quá đó. Kho 5.000, 6.000, 7.000 giật không lên rồi, chờ xe khác nha các bạn. Đồng nghiệp vô tới nha các bạn, Belarus MTZ gì nè đó. Rồi thẳng động á, bấm 20, bấm 30, lốc đen. Rồi giờ vô nha các bạn, giờ tắt máy mình quay chạy vô nha. Rồi xe vô tới nha cô chú anh chị các bạn ơi, đó rồi, chuẩn bị tư thế ve lại đó, giật 3 chiếc còn 2 chiếc bên đây giật không, lốc đen vui vui không, không lên nữa thì trợ giúp chiếc nữa. Rồi
40 em giải cứu số 1. Lên trục bô nha các bạn. Ồ. Một cái dép lên nha. Đang đi sới. Lên trục bô luôn. Cũng 8-20 quá. Đem dạng sấu lên tục bô. Con này đó, con này mấy con này cũng gần cái 100 HP không á. Đó. Giờ đang chạy xuống đây. Rồi. Hai em hai bên. Bên đây bên cánh trái này 3 chiếc, còn bên cánh phải 2 chiếc. Rồi giải cứu. 825 hai em bên. Em tục bô em không có. Tổng cộng là sức mạnh ghê gớm nha các bạn. Đó, quýnh cặp luôn nè. Quýnh đội hình 32. Bên đây 32. Giải bên kia giải cứu cái 1. À, giải cứu cái 1 nè. Đó. Bộ 3, bên 3. Vô. Rồi lên. Lên mất tay ơi. Thẳng, dẫn, thẳng xếp. Lên. Hai em kia là 5.066 một công. Còn bên đây thì em 7.006. Đó, hai trọng tài. Ồ, lên, sức mạnh. Sức mạnh lên. Lên. Đó, từ từ. Sức mạnh ghê gớm. Một đã thẳng lên rồi nha các bạn. Đó. Rồi, giờ tháo dây xích. Đó, tháo xích ra. Em nó đã được giải cứu. Đó, tháo xích ra nha các bạn. Đây. Bắt tài bị đúng á. Rồi. Bây giờ quýnh chiến thuật gì nữa đây? Chạy chiến thuật gì đây, ra sao mở đích nữa hả? À rồi, để xem chiến thuật gì nữa các bạn. Lên đoạn rồi. Rồi lớn rồi, giờ nhẹ rồi. Rồi đó, mở đích cái giật lên à. Chiếc 5.076 ở bờ đích bên sau. Còn chiếc 6.6610 với chiếc 820. Đó, với đây 820 luôn. Con này có tục bô. Đó, bắt đầu giật. Xe pho bên sau nó đang cào đất, nó đắp lại bớt như thế nè. Giờ nó bỏ đích. Đó. Bên dưới lên à. Bên lên. Hai chiếc bỏ đích. Đây, hai em bỏ đích nha. Đó, hai em pho. Cắt đầu luôn. 76 với 5.000. Rồi bên bên kia là 6610 với 825. Rồi bắt
bài lên nha các bạn. Đó. Rồi, hay quá. Đó, bây giờ lấy mì đắp vô. Đắp vô. Vô, đó. Sẵn tiếp tục. Đó, giờ đang cào. Dỡ lên, dỡ đứt lên. Đó, giờ hai chiếc này dỡ lên. Hai chiếc trên kia, ba chiếc trên kia gãy. Lên, vô 76. Dỡ đứt nha. Cái mọt cái bánh bên đây cũng như nó bị dính nãy, cứu bánh bên kia, giờ bánh bên đây nha các bạn. Lên nha, lên cái cho mấy bắt lại về nghỉ đi. Chưa rồi, 1 giờ rồi. Rồi 1, 2, 3 vô lên con. Rồi, giải cứu em thành công. Rồi, thành công rồi nha các bạn. Quá mừng luôn. Cứu cái mọt này từ sáng giờ nè các bạn. Đó, thấy không? Mình lôi ra. Lôi ra đường luôn. Gửi dây. Gửi dây ra. Rồi, 1 chiếc. Lên bô. Sáu ra luôn.
Rồi cái một, chờ cái một ra sao nha các bạn. Video cũng đến đây kết thúc nha. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã theo dõi. Nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi miền quê nha. Để miền quê có động lực ra quay máy cài cho cô chú anh chị các bạn xem cho vui nha. Rồi, tạm biệt. Bye bye.